Ở nhiều tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện mưa đầu mùa với lượng nước lớn. Nhờ vậy mà làm giảm nắng nóng, giảm độ mặn trong các kênh rạch. Nông dân phấn khởi bởi cây trồng thoát khỏi khô hạn và xâm nhập mặn. Tại tỉnh Hậu Giang, hai tuần trước, độ mặn đo được ngoài đập Cái Rắn là 8,5 phần ngàn. Hiện nay, mặn đã giảm xuống còn 2,7 phần ngàn. Trong khi đó, độ mặn đo được trong đập cũng giảm sâu về ngưỡng an toàn từ 0,2 đến 0,3 phần ngàn. Do đó, bà con nông dân tích cực bơm nước vào đồng ruộng. Hiện lúa khu vực này đã được 45 đến 55 ngày tuổi đang sinh trưởng tốt. Đến nay, Hậu Giang đã xuống giống được hơn 66.000 hecta lúa hè thu, đạt gần 90% kế hoạch. Các xã bị ảnh hưởng xâm nhập mặn cũng đang xuống giống. Vụ lúa này, nông dân Hậu Giang tuân thủ đúng theo lệnh gieo xạ để né mặn. Thời điểm này, nông dân ở tỉnh Đồng Tháp đang rộn ràng thu hoạch lúa hè thu năm 2024. Trải qua 3 tháng, thời tiết nắng nóng không mưa, nhưng nhờ tuân thủ các quy trình canh tác nên năng suất đạt cao. Theo bà con, vụ này năng suất lúa bình quân đạt 7 tấn một hecta, cao hơn vụ hè thu năm trước. Giá bán bình quân 8.500 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, nông dân còn lời trên 40 triệu đồng một hecta. Việc tăng cường các giải pháp kỹ thuật trong canh tác cũng như làm tốt công tác thủy lợi nội đồng đã giúp vụ mùa của nông dân Đồng Tháp đạt được năng suất và lợi nhuận trong điều kiện canh tác nắng nóng và hạn hán do biến đổi khí hậu. Chỉ tập trung sản xuất mà lại mù mờ về thị trường đầu ra vẫn là điểm yếu của không ít những nông dân. Vì vậy, ứng dụng mạng nhà nông đang được Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phổ cập tới các địa phương để cải thiện tình trạng này, đồng thời cũng giúp bà con chủ động được sản xuất và giá bán. Nghiên cứu cho thấy, chuyển đổi số sẽ cho phép lao động nông nghiệp giảm 23% chi phí, quản lý đất đai nông nghiệp bằng công nghệ số giảm chi phí tới 14%. Dùng công nghệ số để bón phân tùy biến theo từng loại cây trồng thì tiết kiệm được tới 12%. Thời gian tới, sáng kiến mỗi nông dân là một thương nhân, mỗi hợp tác xã là một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số sẽ được thử nghiệm. Từ mô hình này, người nông dân được định hướng đào tạo ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, cung ứng, phân phối, dự báo giá thời vụ nông sản, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp. Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán do nhiệt độ tăng làm giảm lượng mưa, kinh nghiệm từ Maroc, một quốc gia ở Bắc Phi là một gợi ý. Các nhà khoa học ở đây đang từng bước hỗ trợ nông dân ứng phó bằng cách tìm ra những giống cây trồng mới có khả năng chống chọi tốt hơn, cũng như có những giải pháp để tiết kiệm lượng nước tưới. Tại trang trại thử nghiệm rộng 120 hecta thuộc Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Nông nghiệp ở các vùng khô hạn nằm ở phía nam thủ đô Rabat của Maroc, các nhà khoa học đang phát triển những loại cây trồng có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong những năm qua, khoảng hàng chục giống ngũ cốc mới đã được phát triển tại đây bằng cách lai tạo các giống cũ với các giống mới. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng rất chú trọng đến việc phổ biến các kỹ thuật tưới tiêu mới, tiết kiệm nước cho nông dân. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành vừa tổ chức sự kiện họp mặt nông dân Tân Thành gắn kết với nhiều nội dung bổ ích và thiết thực. Tại buổi họp mặt, bà con nông dân được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm canh tác và nhận nhiều quà tặng hấp dẫn. Đặc biệt, chuyên gia Tân Thành và các chuyên gia đến từ Nhật Bản đã giúp nông dân có thêm giải pháp quản lý cỏ và lúa hiệu quả với sản phẩm mới. Bên cạnh đó, các kỹ sư sẽ hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật để bà con canh tác theo quy trình sức mạnh sinh học, đảm bảo giảm chi phí đầu tư và gia tăng lợi nhuận.